Trong ảnh, Vori Galat ngồi cạnh ông Dương Văn Minh để chuẩn bị ghi âm lời tuyên bố đầu hàng. Đây là bức ảnh duy nhất ghi lại thời khắc lịch sử ở Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975. Tác giả bức ảnh này là nhà báo Kỳ Nhân, một nhà báo đối lập trước năm 1975. Lúc đó đang cộng tác cho hãng tin AP, mở ngoặc Mỹ đóng ngoặc. Khi nhìn thấy bức ảnh duy nhất này, cả George Esper và Peter Arnett, mở ngoặc phóng viên chiến trường nổi tiếng, sau này làm cho CNN đóng ngoặc, đều thảng thốt, tấm ảnh này sẽ đi vào lịch sử. Bức ảnh này không còn phim gốc, nhà báo Kỳ Nhân đã giao nó cho AP. Sau đó ít ngày, George Esper và Peter Arnett đã tặng lại cho đại diện quân giải phóng là